Xin chào các bạn đã đến với Nhật Audio. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một sản phẩm đến từ thương hiệu Tindy. Đây là một thương hiệu có thể là còn rất là xa lạ đối với người Việt Nam, nhưng mà nó rất là nổi tiếng ở Nhật Bản nha các bạn. Cái này dành cho các bạn nào muốn đổi gió khi là đã quá chán với những cái thương hiệu phổ biến như là Pioneer, Sansui, Onkyo hay là Sony, thì đây chính là một sự lựa chọn mới mẻ dành cho các bạn. Đây, tên mã sản phẩm là TA5450 nha các bạn. Con này công suất đến tận là 280W. Công suất khá là khủng như các bạn. Để mình quay lại gần cho các bạn xem. Đây, toàn bộ chữ đó là tiếng Nhật luôn nha các bạn. Điện 100V, công suất 280W. Đây là tên của công ty sản xuất. Rất là đầy đủ cổng kết nối các bạn, AUX, CD. Cái này còn dùng để hát karaoke được luôn nha các bạn. Ở đây là 8 chạp loa, loa A và loa B. Cái này có volume để chỉnh riêng cho 4 loa luôn nha các bạn. Mỗi loa đều có một cái volume chỉnh riêng. Rồi để mình quay mặt trước các bạn xem. Đây là mặt trước của sản phẩm. Đây là tên thương hiệu. Đây là nút nguồn nha các bạn. Đây, đây là loa A, có nút điều chỉnh volume của loa A, loa trái, loa phải, loa B cũng có hai nút điều chỉnh riêng biệt luôn nha các bạn. Đây là nút tăng bass và tăng treble. Này làm rất là đặc biệt luôn nha các bạn. Đây cái vòng ở bên trong các bạn là nút điều chỉnh bass, còn cái vòng bên ngoài là điều chỉnh treble. Đây, đây là nút tone để điều chỉnh hai cái này các bạn. Mở này ra là điều chỉnh cái này. Đây là cái cổng mà kết nối nguồn vào là Tappo, Visual, AUX, Tuner hoặc là CD. Ở trên mỗi cái này đều có cái đèn nền như các bạn. Đây, đèn đỏ. Nút volume. Ở đây cũng có một cái đèn màu cam luôn. Rất là đặc biệt nha các bạn. Rất ít hãng sản xuất nào mà có trang bị đèn ở cái nút volume này. Đây là cổng mic. Các bạn có thể điều chỉnh để hát karaoke. Rồi mình cùng nhìn vào nội thất ở bên trong các bạn. Đây các bạn, đây là hai tụ dập nguồn nha các bạn. Ở đây là hai con sò STK. Còn đây là lá nhôm tản nhiệt. Rất là to luôn các bạn. Đây là tăng phô của sản phẩm. Còn đây là cũng là tăng phô luôn các bạn. Người ta là tăng phô đảo pha. Cái này cho một cái chất âm rất là hay luôn các bạn. Tăng phô này rất là xịn, có những cái dòng đặc biệt của hãng này mới có thôi nha các bạn. Và hiện tại là Nhật Audio đang kinh doanh sản phẩm này với mức giá là 3.900.000 đồng và bao luôn tiền ship cho các bạn. Nếu các bạn muốn mua thì có thể liên hệ số điện thoại 0796123450. Rồi mình mời các bạn cùng thưởng thức chất âm của Tindy TA5450, 280W, hai sò STK lớn và tăng phô đảo pha. Thank you.
Thì để lại một like, một share và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ Nhật Audio nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những lần tới.